tráo khái niệm bằng cách vậy nè. Cái câu đó hồi xưa nó nói với lại chị tôi mà, tôi không có giật của ai hết, người ta thích tôi sao tôi cản được. Nam Thư tiếp tục bị tố đã từng giật chồng người khác trong quá khứ. Mới đây, con gái nuôi của phù thủy Lồng Tiếng Đàm Phi đã lên tiếng tố Nam Thư cũng đã từng cướp chồng của chị dâu cô. Cụ thể, thời gian đó, chị dâu cô đang mang bầu nhưng kiều nữ làng hài vẫn ngang nhiên quyến rũ người chồng. Thậm chí, nữ diễn viên còn tỏ thái độ đầy thách thức đối với chính thất. Mà nó vẫn giật và nó vẫn trả lời chị tôi là nó thích như vậy. Nó thích như vậy mà mọi người. Cô kể rằng trong quá khứ, khi bị chính thất tìm đến hỏi chuyện, Nam Thư vẫn tự tin khẳng định việc trở thành người thứ ba không phải là lỗi do mình. Đánh tráo khái niệm bằng cách vậy nè. Cái câu đó hồi xưa nó nói với lại chị tôi mà, tôi không có giật của ai hết, người ta thích tôi sao tôi cản được. Cái câu đó nó nói với chị tôi mà, tôi không có giật của ai hết, người ta thích tôi sao. Theo lời kể của ái nữ phù thủy Lồng Tiếng, người đẹp làng hài có một sở thích thói quen kỳ lạ là làm tiểu tam mà không cần quan tâm đến nhan sắc hay tài sản của đối phương. Thói quen, chứ không có quan trọng là cái người chồng đó người ta có giàu hay không, người ta có đẹp không, tại anh tôi cũng đâu có đẹp mà anh tôi cũng đâu có giàu. Nói thẳng câu vậy luôn, anh tôi không đẹp và anh tôi không giàu nha. Cô gái càng bức xúc hơn khi cho biết tiêu chí lựa chọn người yêu quái gở của nữ diễn viên là những người đã có vợ, có con hay thậm chí là con vừa mới sinh. Bỏ bùa. Nhà chị làm tâm linh mày. Vì nhà chị làm tâm linh nên chị thấy mấy cái chuyện chướng tai gai mắt này chị không có im lặng được á. Và cô khẳng định drama lần này cũng sẽ giống như những lần trước, đội ngũ truyền thông Sydney sẽ vào đánh tráo khái niệm, đổ lỗi cho người chồng để tẩy trắng cho Nam Thư. Tụi bay khỏi có đánh tráo khái niệm mấy con fan của con Nam Thư, mấy con ekip của con kiều nữ nha. Mấy con mã hả Sydney của con kiều nữ khỏi có vô đây đánh tráo khái niệm. Mọi người ơi, mọi người tỉnh táo lên, nó sẽ vô đây nó đánh tráo khái niệm bằng cách vậy nè. Cái câu đó hồi xưa nó nói với lại chị tôi mà, tôi không có giật của ai hết, người ta thích tôi sao tôi cản được. Buổi livestream của con gái nuôi Đạt Phi lại càng làm cho cộng đồng mạng dấy lên nghi vấn về độ xác thực của drama những ngày qua. Còn về phía Nam Thư vẫn chưa có thêm bất kỳ động thái nào. Bạn nghĩ sao về những tin đồn tình ái của Nam Thư trong suốt thời gian vừa qua? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!